Đây, các bạn ạ, đây là vây cá các bạn nhé. Vây cá nhà mình cặp từ cá ra này. Món này thì nhân mà lợi sự ăn nó bảo nó không ngon. Đây, làm cho nó biết là món vây cá như thế này. Cái này đơn giản các bạn, mình chỉ đổ mỡ vào thôi, là cho mình mỡ mỡ sôi là mình đổ vào là chiên giòn là xong, không có gì cả khác biệt cả. Người ta gọi là vây cá chiên giòn. Cái này uống bia thì mình quên sầu luôn. Rồi sau mình sẽ thưởng thức món này là nó, nên lần sau đừng có bỏ vây cá nó phí đấy. Cái này nó nhiều ấy mà. Có vàng các bạn, chín rồi các bạn. Rồi ra vị này anh em mình đã chiến. Hai thằng này tại này nó không biết ăn cái món vây cá này chiên các bạn. Thế là hôm nay mình đã thử cho nó ăn. Rồi, thử các bạn này. Hai ông trẻ. Chưa vàng. Nó không vàng đâu. Đây rồi. Vàng là nó kép. Rồi, cả bếp đi. Này chín đâu? Đông mỡ để cho ra. Rồi các bạn này. Còn hơn kiểu như là mình đang tôm. Chị có thử tí không chị ơi? Không. Ôi em nói là chị chưa ăn cái này đâu. Em nói là nó không có xạo đâu, cho mồm giòn tan luôn. Chị cứ thử ăn xem. Cái này nó có gì đâu mà. Nhớ thử đi. Giòn đấy. Nói thử đi. Ôi giời, cái đặc sản đi bảo thử. Không được ăn cái vây đấy, ăn cái vẩy. Cái vây thì nó chưa giòn. Hơi nhạt. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào các bạn. Đây là cái món vây cá. Gọi là cái vẩy cá các bạn nhé. Mình đã làm được món này. Ngon lắm các bạn ạ. Thì một chốc nữa thì anh em mình sẽ vào nồi lẩu ấy. Thì anh em mình cùng ăn và quay tiếp tục cho các bạn nhé. Các bạn ạ, mình giống mình uống rượu. Không phải đâu, mình vào bếp ấy. Và bây giờ là mặt mình đỏ tức bừng ấy, không có phải uống rượu nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn về cá này, ngon đấy các bạn nhé. Mời các bạn này, mời tất cả mọi người nhé.